Xin chào các bạn. Hôm nay tôi Trang Nhung xin chia sẻ với các bạn một bí quyết mà bị bệnh không phải uống thuốc. Bạn sợ ngồi bệnh viện, bạn lo lắng khi mà phải nhập trong bệnh viện, bạn mệt mỏi với mùi sát trùng trong bệnh viện. Vậy thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một bí quyết mà khi bạn đau các cái bệnh nhẹ thì bạn không phải đến bệnh viện nữa. Tôi thường hay bị cảm ho và sốt nhẹ mỗi khi mà thời tiết thay đổi. Tôi không uống thuốc mà tôi dùng các cái biện pháp mà bấm huyệt của Lương Kim Oanh. Tôi bấm các huyệt phổi, huyệt phế quản trên toàn cơ thể để cho các mạch máu được lưu thông. Tôi uống nước theo năm bước của Mai Diệu Huyền và các cái biện pháp này rất hiệu quả khi mà tôi sử dụng vào hàng ngày, liên tục mỗi lần trong ngày thì bệnh sẽ biến đi nhanh hơn. Và khi mà còn một biện pháp bí quyết rất là quan trọng nữa, đó là phương pháp xây dựng niềm tin. Tôi lúc nào cũng tin tưởng rằng cơ thể của tôi rất là khỏe mạnh. Tôi các tế bào của cơ thể tôi là một những chiến binh dũng mãnh, chúng sẽ đánh tan các con virus bệnh tật xâm nhập vào cơ thể tôi. Và bằng một niềm tin mãnh liệt như thế thì tôi sẽ khỏe lên mỗi ngày và căn bệnh sẽ biến mất. Bạn nên nhớ rằng tin bạn là những gì bạn nghĩ. Tin thì có mà không tin thì không có, thế thôi. Tôi xin chúc các bạn luôn được mạnh khỏe. Đừng quên bấm like, subscribe và đăng ký kênh của tôi để nhận được những bí quyết bổ ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.